có gì phải đau khổ hết nè. Thôi thôi được rồi, về về. Không ai mở cho anh hát hết đó. Mình ra đấu trường âm nhạc mình phải tạo những cái thế hát nó phải giống hát chứ đúng không? Ủa mà nó nghe này, em đang hát cái bài gì vậy? Mà chị không nghe thấy tiếng gì luôn á. Bài nó là thuộc về tâm trạng chị ạ. À, nó hơi tâm linh bên một trong chút xíu. Dạ. Chị biểu diễn cơ mặt thôi. Cái bài nhạc đó mang tên là Khơi Lòng đó. Vào ngày 23 tháng 9 này trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, 21 giờ xem ngay kẻo lỡ. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store.